Con nghe rằng con Covid né người tu hành chân chính ra. Một vị thượng tọa còn nói rằng đi giữa mùa dịch cũng chả sợ, không biết thế có đúng không sư? Cái vụ này mình nói đúng thì cũng đúng, mà nói sai thì nó cũng sai. Cái quan trọng là mình phải xét ở trong trường hợp nào. Trong tất cả các cái đề mục ha, đối với thánh thì đó là nhập diệt thọ tưởng định. Một vị thánh khi vị đó nhập diệt thọ tưởng định á, thì không có bất kỳ một cái thế lực nào có thể xâm hại vị đó được. Dù cho có chất củi thiêu vị đó thì ngay cả cái y áo của vị đó cũng không cháy. Ha. Rồi có đem băm dầm ra thì đau thương bất nhập, bách tộc bất xâm. Thì đó là trường hợp của vị thánh, cái đó không dính dáng gì tới mình. Còn trường hợp thứ hai là đối với phàm, thì vị phàm đó phải có một điều kiện, phải có một điều kiện là vị đó chứng thiền đề mục từ tâm nha. Vị đó phải chứng thiền đề mục từ tâm, tức là chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Nếu mà hành xả vô lượng tâm thì chứng được tứ thiền. Vị đó phải chứng thiền, và trong thời gian vị đó an trú trong tầng thiền mà mình đang chứng, xin nhấn mạnh nha, nghe rõ nha, trong thời gian vị đó đang an trú trong tầng thiền mà mình đang chứng, nếu như không có trọng nghiệp can thiệp thì vị đó cũng bất cũng là bách độc bất xâm, đau thương bất nhập, tức là con Covid nó sẽ né vị đó ra, tức là nó không có làm gì được vị đó hết. Nhưng mà thời nay kiếm đâu ra, hỏi thiệt á, thời nay kiếm đâu ra? Mình có đạt được cảnh giới đó chưa mà mình phán như đúng rồi? Thì đúng là trên lý thuyết là cái điều kiện đó, chỉ cần đạt được điều kiện đó là được. Nhưng mà bây giờ điều kiện đó ở đâu ra? Quý vị hiểu vấn đề không? Cho nên nếu như nói đúng thì cũng đúng, bởi vì đúng điều kiện đó thì đúng. Nhưng mà nói sai thì nó cũng sai, bởi vì mình là cái gì mà mình dám cam đoan ha, mình dám cam đoan cái vụ đó.